quý vị thân mến trong những ngày vừa qua mạng xã hội dậy sóng trước vụ việc cô giáo ở một trường tiểu học tại thành phố hồ chí minh xin phụ huynh mua laptop cho mình sau khi phụ huynh không đồng ý thì cô chuyển sang dỗi không thèm soạn đề cương cho các em học sinh đây có thể xem là một câu chuyện chưa từng có trong lịch sử ngành giáo của việt nam Vậy toàn cảnh sự việc này như thế nào? Bình luận của cộng đồng ra sao? Xin mời quý vị theo dõi trong video này nhé. Cô giáo xin tài trợ laptop. Tôi đã sai. Cô Phương Hạnh, trường tiểu học Trương Dương, nói vận động phụ huynh tài trợ laptop vì bị mất máy. Nghĩ như vậy là bình thường, giờ đã nhận ra là sai. Sáng ngày 30 tháng 9, trả lời phóng viên về việc xin phụ huynh đóng góp mua laptop cô trương phương hạnh giáo viên chủ nhiệm lớp bốn trên ba trường tiểu học trường dương thừa nhận sai vì vận động tài trợ không đúng và tự giữ quyền quỹ lớp tôi đã sai khi không hiểu thông tư về xã hội hóa những ngày qua tôi bị ảnh hưởng tinh thần sức khỏe rất nhiều và cũng mong sự việc sớm được giải quyết cô hạnh nói theo cô Hạnh, năm nay lớp có TV để hỗ trợ giáo viên giảng dạy Để kết nối, cần phải có laptop Nhưng máy của cô bị mất cắp Nên cô đã xin hỗ trợ trong cuộc họp phụ huynh cách đây 2 tuần Gia cảnh nhà tôi bình thường Nhưng nghĩ xã hội hóa giáo dục Thì nhà trường và phụ huynh cũng đóng góp Có nhiều thiết bị trong trường Cũng được phụ huynh tài trợ Nên tôi nghĩ như vậy là bình thường cô hạnh lý giải sau khi phụ huynh phản ánh đến trường cô được hiệu trưởng giải thích và yêu cầu không được nhận hỗ trợ của phụ huynh do đó cô tạo bình chọn trong nhóm phụ huynh có ba người không đồng ý nên đã từ chối nhận ngoài ra cô hạnh cho hay ở bậc tiểu học không có đề cương mà giáo viên chỉ dặn dò các nội dung ôn tập khi kiểm tra do đó việc cô nói không soạn đề cương cho học sinh sau khi không nhận tiền mua laptop Không phải vì giận dỗi Sau sự việc Cô đã xin lỗi phụ huynh Mong họ yên tâm Vì cô vẫn giảng dạy và yêu thương học sinh Tuy nhiên Vẫn có nhiều người xin chuyển lớp Theo phụ huynh Cô chủ động xin tiền tài trợ mua laptop Với kinh phí từ 5 đến 6 triệu đồng Mỗi phụ huynh đã đóng góp Từ 200.000 đến 500.000 đồng Nhưng sau đó Cô báo mua laptop 11 triệu đồng Từ bù 5 triệu Và cho biết laptop này là của cô Khiến họ bức xúc 24 trong tổng số 38 học sinh lớp này Sáng nay không đi học Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Nói lý do là các phụ huynh chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía nhà trường về việc tạm dừng đứng lớp của cô Hạnh và phương án bố trí giáo viên dạy thay. Phụ huynh đang rất lo lắng hoang mang và chưa dám cho con đi học trở lại. Nếu có giáo viên dạy thay thì đó là ai trong bao lâu? Bà ngân nhận định. Ông lê công mình hiệu trưởng cho hay hôm nay mới ra quyết định chính thức trường để một giáo viên thỉnh giảng đứng lớp. Thời gian tùy thuộc vào quá trình xử lý vụ việc. Ông khẳng định sẽ xử lý nghiêm không bao che. Theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo nhà trường, giáo viên không được vận động tài trợ để chi trả thù lao hoặc các khoản liên quan trực tiếp cho giáo viên nhân viên. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh do ban quản lý sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của phụ huynh. Cô giáo xin hỗ trợ laptop vì nghĩ là chủ trường xã hội hóa giáo dục. Cô Hạnh kể năm học 2022-2023. Cô bị mất máy tính ngay tại trường đến năm học này Lớp 4 trên 3 được trang bị TV Nên cô muốn có máy tính mới Để soạn bài và kết nối với TV Để giảng dạy Trong buổi họp phụ huynh đầu năm Tôi nói rõ không thu quỹ lớp Vì việc này rất rắc rối và sai quy định Cũng tại cuộc họp Tôi kể rằng Năm trước bị mất máy tính ở trên trường Việc này đã báo với nhà trường nhưng ban giám hiệu không có động thái gì Lớp 4 trên 3 đã có tivi từ năm trước Nên tôi mới xin phụ huynh Các mạnh thường quân Hỗ trợ mua laptop để giảng dạy Vì nghĩ rằng Đây là xã hội hóa giáo dục Cô Hạnh kể Theo cô Hạnh Cô không xin ý kiến hiệu trưởng về việc mua máy tính Vì nghĩ xin mua laptop là việc bình thường Đúng chủ trường xã hội hóa giáo dục Nhà nước và nhân dân cùng làm nhiều người cũng làm như vậy Tôi không cả bằng và dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh Nếu không có máy tính thì tivi để không sẽ rất lãng phí Cô Hạnh kể tiếp Cũng theo cô Hạnh hiệu trường trường tiểu học Trương Dương quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Khi biết sự việc đã chỉ đạo cô không được nhận tiền hỗ trợ của phụ huynh Tuy nhiên để có cớ từ chối nhận tiền của phụ huynh Cô đã tạo bình chọn tất cả phụ huynh đều đồng ý hỗ trợ tiền mua laptop trong cuộc họp phụ huynh trước đó nên tôi không có cớ để không nhận tôi tạo bình chọn là có cớ để từ chối vì đã có người phản ánh lên nhà trường thì sẽ có người không đồng ý cô hạnh nói trong buổi gặp gỡ với báo chí cô hạnh cũng cho rằng cô bị phụ huynh thưa kiện vì không nhận máy tính nếu cô đồng ý nhận tiền thì mọi việc đã không như thế này cô giáo xin tiền mua lá tôm bị tố nấu cả mì tôm xúc xích bán cho học sinh cô trương phương hạnh trường tiểu học trương dương cho hay vì nhà trường xa trường khi nào cũng thủ mấy gói mì tôm hôm nào không kịp ăn sáng thì vào trường nấu ăn học sinh thấy vậy cũng nói cô ơi còn đói quá nên cô đã nấu mì cho ăn cô trương phương hạnh giáo viên trường tiểu học Trương Dương quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, người bị phụ huynh tố xin tiền mua laptop, còn bị tố bán đồ ăn trong lớp cho học sinh. Hơn 20 phụ huynh lớp 4 trên 3 đứng chung đơn phản ánh lên hiệu trưởng trường này rằng qua lời kể vô tư của con, cô hạnh bán đồ ăn uống như xúc xích, mì gói, nước ngọt trong lớp. Học sinh vừa học bài vừa ăn, hay có lúc cô mở YouTube Học sinh ngồi dưới làm bài Còn cô thì ngồi trên ăn Trả lời phòng viên Về vấn đề này Cô Hạnh cho hay Nhà cô ở xa trường Nên có những lúc đến trường chưa ăn sáng Vì vậy cô luôn thủ sẵn mấy gói mì Để hôm nào không kịp ăn sáng Thì vào trường nấu ăn Học sinh thấy vậy cũng lên nói Cô ơi còn đói quá Cô nấu cho con gói mì Một hộp mì và một cây xúc xích là 20.000 đồng Học sinh có tiền thì trả không có thì thôi Có nhiều phụ huynh Đưa con tới trường lúc 6 giờ 30 phút sáng Chưa ăn gì Thì lúc đó cô cho cùng ăn Phần đồ ăn là tôi trang bị cho lớp Các con muốn thì tôi nấu cho các con ăn Các con có tiền thì trả cho tôi Còn không thì thôi Có những bạn không có tôi cũng cho Cô Hạnh chia sẻ Hiện cô Trương Phương Hạnh Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3 khối trưởng khối 4 đang bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày lý do để xác minh làm rõ đơn phản ánh ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật những ngày qua việc của hành xin phụ huynh tiền mua laptop gây xôn xao dư luận vụ cô giáo xin hỗ trợ laptop 24 học sinh lớp 4 trên 3 nghỉ học vào sáng nay ngày 30 tháng 9 phóng viên đã có mặt tại trường tiểu học Trường Dương quận 1 nơi xảy ra vụ việc. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3 xin hỗ trợ cái laptop theo đúng lịch hẹn trước đó của ông Lê Công Minh, hiệu trưởng nhà trường. Ông Lê Công Minh xác nhận trong sáng nay có 24 trên tổng số 38 học sinh lớp 4 trên 3 nghỉ học. Chào đổi với phóng viên, chị Ngờ, trưởng ban đại diện phụ huynh lớp 4 trên 3 cho biết chị là một trong số các phụ huynh cho con nghỉ học hôm nay do lo lắng bất an. Cho tới sáng nay, 30 tháng 9, chúng tôi vẫn chưa hề nhận được bất cứ thông báo nào từ phía nhà trường là đã tạm dừng bố trí đứng lớp đối với cô Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3 và phân công giáo viên khác đứng lớp thầy. Tất cả thông tin chúng tôi chỉ đọc qua các tờ báo, do đó chúng tôi không biết là ai dạy các con em mình nên chúng tôi bất an vậy nên chúng tôi đã xin phép cho con nghỉ học chị ngờ nói hiệu trưởng trường tiểu học trương dương nói gì ông lê công minh hiệu trưởng nhà trường cho biết liên quan vụ việc nhà trường đã làm báo cáo gửi lên lãnh đạo ủy ban phòng giáo dục và các cơ quan chức năng nhà trường vẫn đang tiếp tục xử lý rốt ráo sự việc trước mắt thực hiện chỉ đạo của ủy ban phòng giáo dục Chúng tôi tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm và giảng dạy của cô Hạnh và sẽ mời giáo viên có chuyên môn giảng dạy học sinh lớp 4 trên 3. Hiện nay chúng tôi mới chỉ có thể thông tin như vậy, ông mình nói. Lý giải lý do chưa thông tin cho các phụ huynh trước đó để phụ huynh yên tâm đưa con đi học. Ông Lê Công Minh nói Vì hôm nay vào ngày làm việc thì mới công bố được quy định cần thiết Lát chúng tôi họp nội bộ xong thì sẽ thông tin tới phụ huynh liền. Để chiều nay, phụ huynh yên tâm cho con đi học liền. Ông Minh thông tin thêm, hiện ở lớp 4 trên 3 đang có một giáo viên giữ lớp đó. Hiện nay giáo viên thỉnh giảng đã có mặt ở trường rồi. Sau 9 giờ sáng thì cô giáo này sẽ đứng lớp 4 trên 3. Về cô Hạnh, nhà trường yêu cầu cô làm báo cáo kiểm điểm. Trả lời câu hỏi của phóng viên có thông tin cho rằng lãnh đạo nhà trường bao che cho cô giáo ông nói gì ông minh khẳng định chúng tôi không bao che chỉ đang xử lý xin phụ huynh thời gian để xử lý phóng viên nêu cô hỏi tiếp có thông tin cô hạnh dạy thêm ở ngoài nhà trường biết không và nếu đúng thì xử lý như thế nào ông minh nói tôi mới biết tôi đang cho kiểm tra lại nếu cô vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định còn trả lời phản ánh của phụ huynh học sinh cho rằng Cô Hạnh bán mì tôm xúc xích nước ngọt ngay trong lớp Cho học sinh vừa làm bài vừa ăn Ông Lê Công Minh nói Việc này đã qua báo cáo rồi Lãnh đạo phòng ủy ban đã thông tin Quận 1 Chỉ đạo xử lý nghiệp Liên quan vụ việc giáo viên xin hỗ trợ cái laptop Ngay chiều 28 tháng 9 Bà Mai Thị Hồng Hoa Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết quận đã có buổi làm việc với trường tiểu học Trương Dương và cô giáo liên quan vụ xin hỗ trợ cái laptop trong buổi sáng cùng ngày. Cô giáo Hạnh đã bị tạm dừng đứng lớp, đồng thời tất cả các tài khoản cô giáo đã nhận đóng góp từ phụ huynh để mua laptop đã được hoàn trả cho phụ huynh học sinh. Ủy ban Nhân dân quận 1 đã đề nghị phòng giáo dục và đào tạo tiếp tục theo dõi vụ việc và nắm bắt kỹ hơn khi nào có thông tin cụ thể sẽ thông tin cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân quận 1 đây chỉ là một sự việc cá biệt xảy ra trên địa bàn quận 1 đã chỉ đạo xử lý nghiêm đồng thời chỉ đạo ban giám hiệu các trường ra soát toàn bộ không để xảy ra trường hợp tương tự trước đó như phóng viên đã đưa tin theo phản ánh của các phụ huynh lớp 4 trên 3 trường tiểu học trường dương quận 1 thành phố hồ chí minh và ngày họp phụ huynh hôm 14 tháng 9 Cô Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3 Có xin lớp hỗ trợ cô một laptop máy tính sách tay Trị giá từ 4 đến 5 triệu đồng Một máy in tài liệu và mỗi tháng 300 000 đồng Hỗ trợ cho cô bảo mẫu Sau đó phụ huynh có ý kiến là Máy in đã mua hồi lớp 3 Thì liên hệ cô chủ nhiệm lớp cũ xin lại cho lớp dục Trước cùng ngày Cô có nhắn tin và nhóm Zalo chung. Nhóm chỉ có trưởng phó nhóm mới được quyền gửi tin nhắn. Các phụ huynh còn lại chỉ được phép đọc. Với các nội dung như Dạ sau buổi học đầu năm học, phụ huynh đã đóng được 29 phụ huynh rồi. Hiện tại cô giữ 14 triệu 500 ngàn đồng. Cô đưa cô BM 300k, cô đóng quỹ KH 500k, cô giữ 13 triệu 700 ngàn đồng. Cô mua cái laptop còn bao nhiêu cô báo phụ huynh Và cô xin cái laptop này luôn nhà phụ huynh Hay cô có chụp hai cái laptop Và báo giá một cái là 5, ,5 triệu rưỡi màu xám Và một cái giá 11 triệu màu đen Cô Hạnh nói cô lấy máy màu đen 11 triệu chạy dữ liệu nhanh Phụ huynh hỗ trợ cô 6 triệu nhà, Cô bù vào 5 triệu Cô cảm ơn phụ huynh Ngày 16 tháng 9 năm 2024 Cô lại tiếp tục nhắn với nội dung Hôm thứ bảy cô có xin phụ huynh hỗ trợ cái laptop Khoảng từ 5 đến 6 triệu Và cô đã mua cái máy 11 triệu Thì cô bù vào 5 triệu Và cái laptop này là của cô Phụ huynh có đồng ý không? Sau đó cô tạo bình chọn đồng ý và không đồng ý Cho phụ huynh bình chọn vào Khi thấy nhiều phụ huynh bấm không đồng ý hoặc không có ý kiến Cô nhận trong nhóm lớp Đến hiện tại có 26 người đồng ý ba phụ huynh không đồng ý Còn 9 phụ huynh không có ý kiến Đã có phụ huynh không đồng ý Thì cô sẽ không nhận nhé phụ huynh Cô tự mua và tự sử dụng Còn máy in Cô cũng tự mua luôn nhà phụ huynh Cô không nhận gì của phụ huynh cả Cô chân thành cảm ơn phụ huynh Còn ngày 17 tháng 9 năm 2024 Vào lúc khoảng 10 giờ 11 phút Cô nhắn tin tiếp với nội dung Tối qua và sáng nay Cô đã nhận nhiều tin nhắn và điện thoại của phụ huynh Năn nỉ cô nhận phần hỗ trợ của lớp Cô xin nói rõ quan điểm của cô là Cô không nhận nhà phụ huynh Và cô cũng không phải soạn đề cương ôn tập cho các con Cô thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn ạ à. Cô cảm ơn phụ huynh Vậy nhà phụ huynh Tới 10 giờ 22 phút hôm sau Cô nhận lại Tối qua cô có trao đổi với ban chấp hành chị hội lớp Dù cô không nhận sự hỗ trợ của phụ huynh Nhưng cô vẫn yêu thương và dạy dỗ các con như bình thường Còn tin nhắn cô cũng xin lỗi Vì không rõ ràng Cô không soạn đề cương Nhưng cô vẫn ôn cho các con trước kỳ thi Và phụ huynh phải quan tâm theo dõi nhắc nhở các con của mình Bên cạnh đó Phụ huynh lớp 4 trên 3 còn đặt các vấn đề như các học sinh kẻ cô Hạnh còn bán đồ ăn, đồ uống như mì gói, xúc xích, nước ngọt trong lớp học Vừa làm bài vừa ăn uống Cô sử dụng điện thoại xem mục đích Cô giáo, vụ xin mua laptop Thừa nhận đoạn ghi âm nói phụ huynh đầu đường xó chợ, trở mặt còn hơn bánh tráng Trong đoạn ghi âm, cô Trương Phương Hải đã có những lời lẽ không đúng mực Mới đây cộng đồng mạng xôn xao trước một đoạn ghi âm dài gần 4 phút Được cho là ghi âm những phát biểu trong cuộc họp nội bộ nhà trường Của cô Trương Phương Hạnh, chủ nhiệm lớp 4 trên 3 Trường học Trương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Cô giáo đang vướng tranh cãi vì vụ việc Xin phụ huynh ủng hộ một lát tốt Cụ thể trong đoạn ghi âm Người được cho là cô Trương Phương Hạnh Đã có những lời lẽ không đúng mực Liên tục la hét quát tháo kêu than làm giáo viên chủ nhiệm lớp làm dâu chồng họ khi thương thì nói khác không thương lại nói khác một số đoạn khiến cộng đồng mạng xôn xao bày tỏ sự bức xúc như sau tính tôi thẳng thắn nên người ta không thích tôi chỉ những phụ huynh hiểu chuyện có ăn học mới thích tôi thôi tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó còn những phụ huynh đầu đường xó chợ tôi không giao du trên mặt bảng phường cầu kho này toàn dân gì đâu không anh học thức ít lắm Họ ăn đằng sóng nói đằng gió Sáng gọi điện nói với tôi một kiểu Chiều nói giọng khác Chờ mặt còn hơn bánh tráng Mỗi người chủ nhiệm Người ta có nỗi đau của của người ta Trong ngày 30 tháng 9 Trả lời phỏng vấn báo dân trí Cô Trương Phương Hạnh Thừa nhận đoạn ghi âm trên được cô nói Trong một buổi họp cùng ban giám hiệu Liên tịch trong trường Cụ thể cô Trương Phương Hạnh cho biết Bản thân bực xúc vì có giáo viên khác chỉ trích về cách làm việc của cô Nói năm nào cô cũng bị phụ huynh thừa Nhưng lại không có bằng chứng Về việc dùng những từ ngữ không hay Để nói về phụ huynh như Đầu đường xó chợ ít học Chợ mặt còn hơn bánh tráng Cô Trương Phương Hạnh cho biết Do bản thân đang có tâm trạng không tốt Và cũng do có phụ huynh Khi nói chuyện với cô thì khác Nhưng khi phát biểu tại cuộc họp Lại nói ngược lại khiến cô bất ngờ Được biết sáng ngày 30 tháng 9 theo thông tin từ báo tiền phòng, ông Lê Công Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Trường Dương quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác viên chức với cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 trường tiểu học Trường Dương. Người bị phản ánh xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính. Quyết định nêu rõ lý do tạm đình chỉ công tác bà Hạnh là để xác minh làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật Bạn có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học Và các nội dung liên quan đến trường và lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới Trong thời gian tạm đình chỉ công tác Bà Hạnh phải đảm bảo giữ liên lạc thông suốt khi có yêu cầu giải trình Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan Đến việc xem xét xử lý kỷ luật hoặc trao đổi thông tin liên quan Mọi chế độ quyền lợi được đảm bảo theo đúng quy định hiệu phó phụ trách chuyên môn văn phòng tài chính các bộ phận của liên quan và bà hạnh có trách nhiệm thi hành quyết định nêu rõ vụ cô giáo xin ủng hộ tiền mua máy tính phụ huynh run sợ sau tin nhắn sốc 3 ngày sau khi sự việc cô giáo trường tiểu học Trường dương quận 1 thành phố hồ chí minh xin ủng hộ tiền mua máy tính được báo chí phản ánh Người cha bị hỏi phụ huynh của bé nào cảm thấy bất an lo lắng. Anh Hoàng Nam, tên phụ huynh đã được thay đổi, là một trong ba người ấn nút bình chọn không đồng ý hỗ trợ tiền mua máy tính theo đề xuất của cô giáo Trương Phượng Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Phụ huynh này cho biết bản thân ấn nút không đồng ý vì cho rằng việc phụ huynh hỗ trợ giáo viên mua máy tính cá nhân là không chính đáng về hỗ trợ bản thân tôi cũng muốn đóng góp nhưng phải là cho tập thể nhưng việc mua laptop này cô nhấn mạnh sẽ là của cô như vậy cô xin riêng cho cô chứ không phải cho tập thể cho nên tôi không đồng ý anh nam bày tỏ là một phụ huynh anh cũng lo sợ con bị phân biệt đối xử nếu cha mẹ nói khác ý cô giáo đặc biệt khi cô giáo hỏi người ấn nút không đồng ý là phụ huynh của bé nào tâm lý sợ con bị đỉ Nói thật tôi cũng có Vì con mới học lớp 4 Chưa thể nhận thức được như người lớn Vì thế khi tôi vừa ấn nút không đồng ý Cô giáo đã hỏi là phụ huynh của bé nào Lúc đó tôi chỉ im lặng Anh Nam giải bày Người cha nói thêm Cảm giác lúc đó vừa bực bội vừa sợ Bực bội vì cách hỏi không chuẩn mực Trong trường hợp lúc đó rất nhạy cảm Bởi được đưa ra ngay sau khi phụ huynh ấn nút không đồng ý Còn sợ thì cha mẹ sợ ảnh hưởng đến con anh hoàng nam cho hay phụ huynh chỉ mong nhà trường sớm đổi cô giáo khác vì con học cô giáo này thì phụ huynh không còn an tâm nữa cô có những lời lẽ hành động không còn tin tưởng được nữa từ hôm phản ánh tới nay tôi cảm thấy bất an cũng sợ con sẽ bị để ý mong nhà trường sắp xếp một cô giáo có tâm có tầm không để việc phụ huynh phản ánh chuyện không tốt của trường ngày mai tạm thời tôi vẫn cho con ở nhà đợi phương án chính thức từ phía nhà trường người cha bày tỏ cùng tâm trạng anh nguyễn cũng áp lực khi thấy cô hỏi phụ huynh không đồng ý là cha mẹ của bé nào anh nguyễn kể khi anh bấm không đồng ý xong cũng đã ân hận vì sợ con mình bị đi chưa kịp bấm bình chọn lại cô giáo hát đã hỏi luôn trong phụ huynh không đồng ý là phụ huynh của bé nào anh sốc hơn khi ngày hôm sau nghe con kể lại trước mặt cả lớp cô hỏi các con tên phụ huynh đã ấn không đồng ý là cha mẹ của bé anh nào con tôi đứng lên thưa là ba của con sau đó con về kể bị cô mắng chửi thậm tệ đến mức con run rẩy sợ hãi con về xin tôi nói bà đóng cho cô đi nếu không con không dám đi học anh nguyễn thuật lại trong khi đó một phụ huynh khác đã ấn thay đổi ý kiến từ không đồng ý thành đồng ý sau câu hỏi trên của cô giáo. Nhiều phụ huynh của lớp 4 trên 3 cũng trong cảm giác lo sợ mất lòng cô giáo nên có những việc dù không đồng thuận vẫn phải cố gắng. Điển hình là ngày 9 tháng 9, khi chỉ mới bắt đầu năm học ít ngày, cô giáo hát đã thông báo mở lớp dạy thêm ngay trong nhóm lớp để phụ huynh đăng ký. Khi giáo viên chủ nhiệm đã thông báo dạy thêm, làm sao phụ huynh nào không dám đăng ký Chị Hòa Một phụ huynh khác chia sẻ Theo ghi nhận của phóng viên Tối ngày 29 tháng 9 Nhiều phụ huynh lớp 4 trên 3 trường thị học trường dường Cho biết đã thông qua bảo mẫu Gửi thông báo xin nghỉ học cho con vào ngày 30 tháng 9 Lý do bởi họ chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía nhà trường Về việc tạm dừng đứng lớp của cô giáo Trường Phương Hạnh Và phương án bố trí lớp học cho học sinh vào tuần học tiếp theo ông lệ cùng mình yêu trường trường tiểu học trường dường cho biết ngày 30 tháng 9 nhà trường vẫn tổ chức đón học sinh lớp 4 trên 3 đi học bình thường đồng thời nhà trường đã bố trí giáo viên mới dạy lớp 4 trên 3 theo tinh thần chỉ đạo của ủy ban nhân dân quận 1 phòng giáo dục và đào tạo quận 1 ông cho hay nhà trường đang tập trung giải quyết vụ việc và mong phụ huynh an tâm cho học sinh đến lớp dỗi như cô giáo xin hỗ trợ laptop thì còn gì là cao quý thật khó tin với chuyện một cô giáo chủ nhiệm xin lớp hỗ trợ laptop và không được một trăm phần trăm phụ huynh đồng ý chuyện về cô giáo chủ nhiệm hạnh của lớp bốn trên ba trường tiểu học trường dương quận một thành hcm hồ chí minh xin phụ huynh hỗ trợ laptop đang gây xôn xao dư luận với nhiều tình tiết rối rằng đại ý là cô hạnh đặt vấn đề với ban đại diện phụ huynh của lớp hỗ trợ cô một chiếc laptop trị giá từ 4-5 triệu đồng để soạn tài liệu ôn tập cho học sinh, một máy in tài liệu và mỗi tháng 300.000 đồng hỗ trợ cho bà mẫu. Thế nhưng sau đó, qua nhiều quá trình cha đưa đổi lại trên nhóm gia lô, do có một số phụ huynh không đồng ý, nên cô hát nhiều lần chốt lại việc mình từ chối nhận laptop. Cô xin nói rõ quan điểm của cô là cô không nhận của phụ huynh, và cô cũng không phải soạn để cứ ôn tập cho các con Cô thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn ạ à. Cô cảm ơn phụ huynh về nhà phụ huynh So với vụ cô giáo TV Bị ban giám hiệu trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng Ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Tạm đình chỉ công tác Từ ngày 25 tháng 9 để làm rõ Sự việc một phụ huynh có đơn kiến nghị về việc cô B Có những lời nói xúc phạm hành vi không đúng chuẩn mực Gây áp lực ảnh hưởng nghiêm trọng Đến tâm lý của học sinh Trong quá trình học tập tại lớp Thì vụ việc của cô giáo Hạnh Xin hỗ trợ laptop Tính chất không nghiêm trọng bằng Tuy nhiên việc xin hỗ trợ laptop Của cô giáo Hạnh Lại phơi bày một góc khuất khác Rất buồn và đang xấu hổ. Điều này khiến phụ huynh của 25 trên 27 học sinh Lớp của Hạnh chủ nhiệm Xin chuyển lớp cho con Trao đổi với phóng viên Chiều ngày 28 tháng 9 Ông Võ cao lòng Trường phòng giáo dục đào tạo quận 1 cho biết Phòng đã làm việc với trường Cho tạm ngưng bố trí đứng lớp của giáo hạnh Trong thời gian xử lý vụ việc Nhà trường sẽ bố trí giáo viên khác đứng lớp Nhằm ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh Đồng thời giải quyết yêu cầu chuyển lớp của 25 trên 27 phụ huynh Học sinh của lớp này Trường mặt giải quyết như của phòng giáo dục và đào tạo quận 1 là thỏa đáng Nhưng việc làm lời nói của cô giáo hạnh dù chưa đến mức xúc phạm gây thương tổn cho học sinh và phụ huynh nhưng cũng cần được xử lý chấn chỉnh nghiêm túc để làm gương làm bài học làm thầy cô mà hành động như cô giáo hạnh thì tính thiêng liêng trong giáo dục trong mắt học sinh và phụ huynh còn đâu nữa sinh thời chủ tịch hồ chí minh từng nói nhiệm vụ thầy cô giáo rất vẻ vang vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục cô thủ tướng phạm văn đồng cũng từng khẳng định Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý Nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo Vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo Tuy vậy thầy giáo Nghề dạy học bây giờ Đôi lúc sự vẻ vang cao quý Bị ảnh hưởng Khi đâu đó vẫn còn những thầy cô giáo Xin hỗ trợ đá tóp kiểu như cô Hạnh Ở thành phố Hồ Chí Minh Hay cô giáo TV Xúc phạm gây tổn thương học sinh ở Ninh Bình Thản nhiên xin tiền mua laptop Cô giá mà hành xử giống ông của con như thế Nhà ra có thể nghèo về vật chất Nhưng không thể nghèo lòng tự trọng Sự việc lên tiếng xin hỗ trợ mua laptop của cô Trương Phương Hạnh Là điều đáng hổ thẹn Những ngày vừa qua Sự việc cô Trương Phương Hạnh Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3 trường tiểu học Trương Dương quận 1 thành phố Hồ Chí Minh xin hỗ trợ tiền của phụ huynh trong lớp để mua laptop cho cá nhân đã gặp nhiều phản ứng của dư luận xã hội. Phải nói thẳng, đây là một việc rất đáng buồn, đáng trách vì nó đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy đang đứng trên bục giảng. Việc nhà trường tạm thời cưng không bố trí lớp cho cô Trương Phương Hạnh giảng dạy trong thời gian đang giải quyết vụ việc là việc làm cần thiết đối với giáo viên này. Bởi hàng triệu nhà giáo đang công tác ở các trường trên cả nước, nhiều thầy cô đang công tác ở những vùng khó khăn cũng chẳng ai có đủ can đảm đi xin phụ huynh góp tiền để mua laptop cho riêng mình như cô giáo Trương Phương Hạnh, một giáo viên đang công tác tại quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Cô giáo Trương Phương Hạnh đã sai ngay từ đầu. Dù không phải là giáo viên công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngay từ đầu năm học chúng tôi đã đọc được thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có hướng dẫn tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên, nêu rõ các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục khác theo quy định. Đồng thời nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh để thu tiền ngoài quy định. Vậy mà, một giáo viên đang công tác chủ nhiệm và công tác tại địa bàn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, lẽ nào cô giáo Trương Phương Hạnh lại không biết thông tin này? Hay cô giáo mà vẫn cố tình xin phụ huynh hỗ trợ mình từ lâu vấn đề tiền bạc bao giờ cũng khá nhạy cảm những lúc khó khăn đến cả người thân trong nhà nhiều khi chúng ta cũng phải đắn đo mới dám mở lời xin giúp đỡ vậy nhưng cô giáo trương phương hạnh rất thản nhiên nhắn tin cho phụ huynh lớp mình hôm thứ bảy cô có xin phụ huynh hỗ trợ Cái máy laptop khoảng từ 5 đến 6 triệu và cô đã mua cái máy 11 triệu thì cô bù vào 5 triệu và cái laptop này là của cô Phụ huynh có đồng ý không Đọc những thông tin trên báo chí Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy xấu hổ Thay cho cô giáo này Từ bao giờ giáo viên có cái quyền Đi xin phụ huynh hỗ trợ tiền Để mua sắm cho mình Không biết khi nhắn những tin này Cô giáo Trương Phương Hạnh đã suy nghĩ kỹ hay chưa Và những năm học vừa qua Cô có làm những điều tương tự Điều đáng buồn là những phụ huynh lớp 4 trên 3 do cô Trương Phương Hạnh chủ nhiệm có phụ huynh không đồng ý có phụ huynh đồng ý có người không có ý kiến nhưng khi phụ huynh không đồng ý trước bình chọn do cô tạo ra thì cô hỏi người không đồng ý là phụ huynh của bé nào cô hỏi là phụ huynh của bé nào để làm gì nếu nhà trường không tạm thời ngưng bố trí lớp cho cô trương phương hạnh giảng dạy thì liệu cô giáo truy ra phụ huynh kia biết đâu sẽ có những hệ lụy với những bé có phụ huynh không đồng ý Giá như sau sự việc như vậy Cô giáo phải nhìn ra cái sai của mình Thế nhưng cô vẫn còn tiếp tục nhắn trên group của lớp Tối của bà sáng nay Cô đã nhận nhiều tin nhắn và điện thoại của phụ huynh Năn nỉ cô nhận phần hỗ trợ của lớp Cô xin nói rõ quan điểm của cô là cô không nhận nhà phụ huynh Và cô cũng không phải soạn đề cương ôn tập cho các con Cô thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn ạ à. Nói thật hành động dỗi theo kiểu ban phát kiến thức càng khiến dư luận bất bình. Nhà giáo có thể nghèo về vật chất, nhưng không thể nghèo lòng tự trọng. Sự việc của cô Trương Phương Hạnh vừa qua là điều đáng hổ thẹn. Đánh đổi lòng tự trọng của người thầy Bản thân người viết bài này cũng là một giáo viên đang giảng dạy một trường phổ thông tại một địa phương mà điều kiện kinh tế còn một khoảng cách rất lớn với bản nơi cô Trương Phương Hạnh đang công tác. Bởi giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay, ngoài chế độ lương phụ cấp như các tỉnh thành khác, còn có chế độ chi thu nhập tăng thêm thực quý. Song chúng tôi vẫn đang sống được bằng đồng lương theo cách của riêng mình và chuyện máy tính máy in tất nhiên là phải bỏ tiền túi ra mua từ hàng chục năm về trước. Bởi giáo viên là một viên chức cũng giống như bao nhiêu những công chức viên chức khác đang được nhà nước trả lương và làm việc theo hợp đồng lao động những vật dụng, phương tiện cá nhân phục vụ cho công việc của mình thì mình phải tự sắm chứ không ai đi lợi dụng từ phụ huynh. Vì thế sự việc của cô Trương Phương Hạnh gây sốc cho nhiều người và đụng vào lòng tự trọng của nhiều thầy cô giáo đã và đang đứng trên bục giảng. Sự việc của cô giáo xin hỗ trợ laptop là cá biệt và đây cũng là một bài học đắt giá cho cô giáo này. Bởi sau khi xin ý kiến của phụ huynh và quá bình luận thì kết quả đã không nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh. Vì thế cô ra đã nhắn, đến hiện tại có 26 người đồng ý, 3 phụ huynh không đồng ý, còn 9 phụ huynh không có ý kiến. Đã có phụ huynh không đồng ý thì cô sẽ không nhận nhà phụ huynh. Cô tự mua và tự sử dụng, còn máy in cô cũng tự mua luôn nhà phụ huynh. Cô không nhận gì của phụ huynh cả, cô chân thành cảm ơn phụ huynh cô không nhận là đúng hay nói đúng hơn là cô không đáng được nhận bởi vì cô không thuộc đối tượng cần được sự giúp đỡ hỗ trợ và cô cũng không có quyền xin hỗ trợ từ phụ huynh học sinh như vậy. Sự việc cô giáo Trương Phương Hành, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, trường học Trường Dương quận 1, thành phố Chí minh đang gây ồn ào đối với dư luận, rồi đây cũng sẽ khép lại. Nhưng nó lại khiến nhiều câu hỏi nảy sinh. Rốt cuộc, cô giáo Trương Phương Hành cũng không nhận được gì từ phụ huynh nhưng cái mất của cô giáo này sẽ rất nhiều toàn bộ khoản tiền cô giáo đã nhận đóng góp từ phụ huynh để mua máy tính cũng phải hoàn trả lại trường mặt của đang bị trường tạm thời ngừng bố trí lớp giảng dạy và biết đầu những mức án kỷ luật cô phải nhận sẽ còn cao hơn nữa danh dự của một người giáo viên cũng bị mai một trong mắt đồng nghiệp phụ huynh điều quan trọng là hành động của cô giáo trương phương hạnh đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy đến ngôi trường của đảng cộng tác. Tuy nhiên, qua sự việc này, dư luận cũng đặt ra những câu hỏi liệu cô giáo Trương Phương Hạnh có phải là cá biệt trong các trường công lập và đây có phải là lần đầu tiên cô Trương Phương Hạnh xin hỗ trợ từ phụ huynh hay không? Quý vị đã gặp trường hợp giáo viên dạy con mình có những hành động tương tự như cô giáo Hạnh hay không? quan điểm của quý vị như thế nào trước vụ việc này xin hãy để lại bình luận bên dưới video nhé quý vị đừng quên chia sẻ video và đăng ký kênh duy lý radio còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.